Chào mừng các bạn đến với kênh Hiếu Đăng TV. Hôm nay mình sẽ làm một cái đồ chơi tên Jojo. Các bạn cùng mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đi lấy một miếng bìa, sau đó mình sẽ lấy một cái que xiên và một cây bút ghép vào tạo thành một cái comba. Mình vẽ bốn cái hình tròn rộng khoảng 5 phân, sau đó mình cắt. Khi cắt xong bốn hình tròn thì chúng ta lấy hai cái cách bề mặt khoảng 5 ly, chúng ta lại lấy cái comba vẽ một hình tròn bé bên trong. Tiếp theo mình sẽ lấy một mảnh tờ giấy màu và cuốn lại để làm trục trong của cái Jojo. Các bạn quét một lỗ nhỏ ở giữa tâm, sau đó nhét miếng giấy chúng ta vừa cuốn vào trong, sau đó dính keo lại. Và tiếp tục mặt trên cũng vậy, mình đi lấy 6 con bu lông và chia cho bánh đà hai bên mỗi bên khoảng 3 con. Mình sẽ chia dán đều 3 con ốc vào 3 cạnh của vòng tròn bé vừa chúng ta vẽ. Khi đã xong, chúng ta lại dán keo lên manh 2 vào 3 con ốc, sau đó mình đặt phần trục vào, làm sao cho hai bề mặt của hình tròn thật cân. Và mặt kia mình cũng làm như vậy. Mình lại cắt lấy hai tờ giấy màu chiều rộng khoảng 1 phân, chiều dài khoảng 15 phân. Sau đó mình sẽ dán vào hai mặt của bánh đà, hai mặt trên của bánh đà. Khi đã dính các mép cố định cẩn thận lại rồi, mình lại lấy hai tờ giấy màu chồng lên nhau và lấy chiếc Jojo vừa làm xong đặt vào một góc, sau đó vẽ hình tròn và cắt tùy theo hình gì các bạn thích trang trí cho chiếc Jojo. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt vào và dán lại. Mình thử đập, tuy nó làm bằng giấy nhưng các bạn có thể thấy độ chắc chắn của nó quá hoàn hảo phải không các bạn? Sau đó mình sẽ đi lấy một cái dây gai và buộc vào giữa trục của cái Jojo, xong cuốn dây lại. Và chúng ta đã được một con Jojo để chơi, thật là đẹp phải không các bạn? Video của mình đến đây là kết thúc, các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Đừng quên cho mình một lời bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo.